Dạ đây. Ai rồi số. Này là về trò chơi game lâm nhập bản đó. À. Là hơi con rẻ. Dương. Hay chơi những trò chơi nào vậy? Hồi xưa thì ở Việt Nam à. Chúng chơi thì ở Việt Nam nít cũng chơi kiểu đá cầu, nhảy dây, đá cầu với đá cầu, đá cái cầu á, đá một chân á, nhảy dây, nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại, nhảy qua lại, bắn bi, bắn bi, bật đồ bộ, để lên class bộ, class bộ rồi được đuổi nhau, có những khác hả ta? Là tình cảm, Nam Á rồi, đánh lộn hôm nay là trò chơi học nữa. Thử thách trò chơi à? Để coi giống ở Việt Nam không? Ồ, không khác luôn. Ok, vậy xem coi trò chơi Nhật Bản và trò chơi Việt Nam khác nhau nào ha. Bắt đầu. Ê. Game đó chính là Tatei Kaduki Jankenpon. Này, sao dài thế? Tan tan. Tatei thì là đắng. Tatai te. Giang kèn pong. À, quánh từ xì. Quánh từ xì 1, 2, 3. Tatai te kèn pong. Kapute. Tatai te kapute. Giang bèn pong. Mỗi lượt có hai người chơi ảnh từ xì. Ai thua phải cầm nón, còn người thắng cầm vuốt. Người đập trúng đầu đối phương trước là người đó chiến thắng. Thôi, gì? Gì? Có gì? Gì? Dạ. Và đây thì cả thứ thời gian kèm phục. Ai có thể sợ? Ai có thể sợ? Và đây thì có thứ thời gian kèm phục. Ai có thể sợ? 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 Và đây thì cả thứ thời gian kèm phục. Ai có thể sợ? Ai có thể sợ? Chào tạm biệt. Xin chào. Ta tay thì ta được tự gian kèm bầu. Hiểu không? Hiểu. Hiểu nhưng mà cái câu dài quá. Ta tay gần tự gian kèm bầu. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Tại thai trang tên bông. Tại thai ai rồi số. Chưa biết được cái này hả? Không biết. Trời ơi. Tatai te kapute janken bong. Tatai te kapute janken bong. Sao cái xa? Ok, hiểu rồi. Hai đã quay về để tăng tiền phong thành kiểu gió. Ai có thể sợ? Ai có thể sợ? Sorry, xin lỗi. Không phải, tại lúc nào cũng nhìn. Tại lúc nào cũng nhìn cái cây này á. Ok, anh giữ đi. Anh giữ đi. Tại sao tôi sẽ không kèn bông? I game thứ hai là Daruma Otoshi. Daruma Otoshi.
Mỗi người có một tháp Daruma, nhiệm vụ là đánh đổ từng khúc gỗ sao cho tháp không bị đổ. Người hoàn thành đầu tiên là người chiến thắng. Nhưng gì? Nani? Là hai người là đúng rồi hả? Bang, dừng khoảng chừng là 2 giây. Tại sao không bàn trước? Trời ơi, cái mực que dĩ dây bà. Thôi, cũng đây bà. Cái này là mũi. Là dùng cái này gõ hả? Dạ, đúng rồi. Khó lắm. Ôi! Cái này là khó hơn. Ờ, phải làm được á. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Làm nè. Là thứ hai à, làm hai à. Một hai ba. Hồi quá. Thua. Cái trò này, đâu anh thử coi. Chơi được tiếp theo hả? Wow. Cái này là nó cái này dễ hơn hả ta? Dạ đúng. Ủa. Mầm nhất. Ui à.